chào toàn thể quý vị và các bạn. Và chúng ta đang đến với sự kiện Tất Tần Tật về từ vựng tiếng Anh. Mình tên là Khánh Vi và mình xin được gửi lời chào trân trọng và chân thành nhất tới toàn thể quý vị và các bạn đã dành thời gian cho buổi làm việc ngày hôm nay. Và chắc hẳn là bây giờ thì trong chúng ta vẫn còn một chút gì đấy dư âm của chiến thắng tối qua đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 đúng không ạ? Và không biết là tối ngày hôm qua thì có ai đi bão để hòa chung không khí với mọi người không ạ? Cũng khá khá cánh tay. Như thế chúng tôi lại càng cảm ơn sự có mặt của các bạn hơn nữa, bởi vì là hôm qua chắc cũng thấm mệt rồi, nhưng mà ngày hôm nay các bạn vẫn tiếp tục đến tham dự sự kiện của chúng tôi. Và chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho chiến thắng của tuyển Việt Nam cũng như sự có mặt của chúng ta trong ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái năng lượng tích cực đấy để có thể tham gia một cách tối ưu nhất với sự kiện của chúng ta, sự kiện Tất Tần Tật về từ vựng tiếng Anh. Và khi nghe tới cái tên của sự kiện thì chắc hẳn là các bạn đã đoán được rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì, chúng ta sẽ học về cái gì. Và đó chính là học cách học từ vựng tiếng Anh. Và theo như Khánh Vi nghĩ thì tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh là một trong những yếu tố chính cũng như là một chìa khóa thành công đối với quá trình học ngoại ngữ. Và có rất là nhiều bạn thì cũng đang gặp những khó khăn trong vấn đề này. Và các bạn ơi, với sự kiện này thì bất kể các bạn là những người đã, đang và sẽ học tiếng Anh hay các bạn ở trình độ như thế nào, các bạn đều có thể tham gia sự kiện và các bạn sẽ đều có thể nhận được những điều hay ho từ buổi chia sẻ gần gũi, ấm áp này. Và hy vọng rằng là buổi chia sẻ này sẽ là một buổi chia sẻ thực sự là hiệu quả cho các bạn trong con đường học và chinh phục tiếng Anh. Và để tổ chức một buổi sự kiện ấm cúng như thế này thì ban tổ chức của chương trình, tất cả các anh chị ở bên Eli cũng đã rất là tâm huyết chuẩn bị từ những khâu đầu tiên, những khâu ý tưởng cho tới những chi tiết nhỏ nhất. Và trong ngày hôm nay thì Khánh Vi rất mong muốn được mời lên sân khấu toa đầu tàu, người đã thổi hồn và cho vào sự kiện, người đứng đầu của sự kiện, đó chính là nhà sáng lập, giám đốc của Eli, chị Kiều Trang. Và đang bước trên sân khấu chúng ta là chị Kiều Trang, và hãy cùng lắng nghe chị Kiều Trang chia sẻ đôi lời phát biểu trong buổi sự kiện Tất Tần Tật về từ vựng. Xin mời chị. Cảm ơn MC rất là dễ thương của chúng ta. Hello Mark. Hello. Xin chào các anh chị, các bạn phóng viên và các nhà báo đã đến tham dự chương trình của Eli ngày hôm nay. Xin chào quý các thầy cô giáo và xin chào các bạn học sinh thân yêu của Eli đang ngồi trong khán phòng này. Không thể nào mà Trang có thể quên gửi một lời chào, một lời cảm ơn tới team tổ chức sự kiện hôm nay của Elite. Một team rất là nhỏ bé nhưng mà đã tổ chức ra một sự kiện như thế này cho tất cả mọi người. Trang xin phép được kể một câu chuyện là 4 năm trước, khi Trang cùng các cộng sự khởi sự Elite thì bọn mình có một mong muốn vô cùng to lớn, đó là góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào việc thúc đẩy việc học tiếng Anh ở Việt Nam, làm sao để việc học tiếng Anh trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn. Như chúng ta được biết, tiếng Anh được đưa vào giảng dạy tại nhà trường là một môn học bắt buộc từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vẫn là một vấn đề đau đầu với tất cả các thế hệ học trò. Để có thể thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, chắc chắn ai ngồi trong khán phòng này cũng mong muốn điều đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên, nó chẳng dễ dàng gì cả. Chúng ta phải thành thạo, chúng ta phải có được nền tảng từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Giống như buổi hôm qua trong một buổi hội thảo tại trường Đại học Hà Nội thì Mark, cái tên thân thương mà Eli thường gọi ông Mark của chúng ta là như vậy, thì bác có chia sẻ rằng nếu như ngữ pháp rất dễ dàng để học bởi vì chúng có tất cả các quy tắc, nếu chúng ta chăm chỉ học thuộc lòng các quy tắc ngữ pháp thì sớm hay muộn chúng ta cũng thành thạo ngữ pháp thôi. Tuy nhiên, từ vựng thì lại biến hóa khôn lường, chẳng có tất cả quy tắc nào trong từ vựng cả. Vậy nên việc học từ vựng luôn luôn khó. Hiểu được điều này thì Eli đã làm rất nhiều các sản phẩm học tập hỗ trợ cho việc từ vựng, như là ứng dụng Eli Memo, Eli Tube, Eli Flashcard, Eli YouTube. Như các bạn có thể thấy, các bạn có thể tìm được rất nhiều các chương trình hỗ trợ học tập từ vựng của Eli ở trên mạng và hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi cũng nhận thấy thêm một điều rằng các tài liệu đã cung cấp đầy đủ rồi. Tuy nhiên, cung cấp thêm những phương pháp học mới là điều quan trọng hơn. Bởi vì nếu không có một phương pháp phù hợp và đúng đắn thì tất cả những tài liệu kia sẽ trở nên vô dụng. Hiểu được điều này thì trong suốt thời gian dài vừa rồi, toàn bộ team Eli đã tìm tới những chuyên gia
để trả lời những câu hỏi hóc búa về từ vựng. Làm sao để học từ vựng hiệu quả? Làm sao để học nhanh mà lại nhớ lâu? Và quan trọng hơn, làm sao để biết nghĩa của từ, nhìn thấy hiểu nghĩa là gì? Nhưng đến khi nói, đến khi viết thì có thể lôi cái từ đấy ra được. Tất cả những câu hỏi này không phải là Trang hay là một mình TV Light hay bất kỳ giáo viên nào có thể trả lời hết được, mà chúng ta sẽ cần dùng đến sự hỗ trợ của các chuyên gia ngôn ngữ. Và thay mặt cho team Elite thì Trang muốn gửi lời cảm ơn chân thành với Mark vì đã đến đây để chia sẻ với chúng ta. Xin gửi lời cảm ơn với các bạn phóng viên, với các anh chị nhà báo đã mất chút thời gian đến tham dự sự kiện. Và không thể nào mà không nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn học sinh đã không quản ngại trời lạnh, đã không quản ngại ngày hôm qua đi bão và không quản ngại hôm nay là cuối tuần mà vẫn đến để tham dự sự kiện đông đủ như thế này. Đây là một niềm vô cùng xúc động cho Trang và cho cả team. Hy vọng sau buổi ngày hôm nay thì mọi người không chỉ gói ghém được kiến thức mà còn có cả thể niềm vui và có cả quà để mang về nữa. Chúc cho buổi hội thảo của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Xếp ghế thì chúng ta sẽ xem là xếp thứ tự ai là người giới thiệu trước đi. The lady first, sẽ nhường vị cô trước. So chị Hà Vân sẽ là người giới thiệu về bản thân mình trước ạ. Ok, cảm ơn Khánh Vy nhá. Chị thích đứng hay thích ngồi hơn nhỉ? Thế phần này mình đứng nhá. Ok ạ. Xin chào các bạn, mình là Vân. Hiện mình đang phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển tại Elite. Trước khi bắt đầu công việc tại Elite thì mình đã có rất là nhiều năm làm giáo viên và giảng dạy những cái chương trình khác nhau từ IELTS đến TOEIC và cả những bạn bắt gốc nữa cùng với nhiều đối tượng học khác nhau. Và từ đó mình nhận ra rằng là để có thể đi xa được trên cái con đường học tiếng Anh thì ngay từ những cái bước đầu tiên, ngay từ những cái trình độ cơ bản, các bạn đã phải có những cái cách học tập thật là đúng đắn và một cái sự quyết tâm vô cùng to lớn. Và chính vì thế nên là mình mới rất là mong muốn và mình đã làm việc tại Elite với cái nguyện vọng là sẽ đưa cho các bạn, đưa cho người học những cái phương pháp học tập thật là đúng đắn. Và ngày hôm nay mình cũng rất là mong là sau cái buổi hội thảo này thì các bạn cũng sẽ có thể lấy cho mình được những cái cách học tập đúng đắn dành riêng cho bản thân mình. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn, cho mình diễn giả Hà Vân. Mark. Hello everyone. Mark, I'm so sorry you have to catch you up a little bit for the challenge. Ok, sure. Vâng các bạn ơi, trước sự kiện ngày hôm nay thì Khánh Vy và ban tổ chức chương trình cũng như Bác Mark có nghĩ ra được một thử thách nho nhỏ dành cho mọi người. Đó là bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng tập trung lắng nghe xem là Bác Mark sẽ giới thiệu những gì về Bác. Và các bạn hãy lắng nghe tập trung và sau đấy có thể check note lại, có thể diễn đạt lại các ý chính mà Bác đã nói. Và bạn nào mà có thể diễn đạt một cách xuất sắc thành công đấy, nghe tiếng giấy sột soạt rồi đó, là chúng ta sẽ có một phần quà đến từ Elite, đó chính là một khóa học online. Các bạn có ok không ạ? Ok. Sẵn sàng để thử thách không ạ? Yeah, we're waiting for them to take all the papers and pens to take note all of your self-introduction. Cảm ơn mọi người và mọi người hãy cố gắng tập trung lắng nghe nhé. Bác sẽ nói rất là chậm thôi cho nên mọi người yên tâm. Ok, Mark, please. Ok, I will try to speak slowly. And also we will try to interpret for you after two or three sentences. It gives me great pleasure to visit Vietnam. It's my first time and I'm delighted to see that Elite has so many students. I think that they will take note. I have been involved in English language teaching for 25 years. And specialize in English for academic and specific purposes. Right now, I work in China, in Dalian, a big city, 7 million people, and I'm the director of the Language Center at a Chinese university, which collaborates with a British university outside London. And I met
Miss Trang in London 10 months ago, she made me aware how popular English is in Vietnam, how keen all of you are to learn English. And then we realized it would be excellent if I come over to see you and try to answer your questions. And in this particular case, most of you expressed a desire to learn more about learning and remembering English vocabulary. Shall we interpret or shall I go? Yes. Is this the first part of your self-introduction, right? Yes. All right. So we'll have two parts. Also, two lucky people to receive the presents. Vậy đây là phần đầu tiên giới thiệu của bác Mark. Các bạn có thể nghe rõ được không ạ? Có ai nghe rõ không ạ? Yes? Mình muốn lắng nghe thật là to hơn nữa từ các bạn. Các bạn có thể nghe rõ không? Yes! Thì mình là hiểu, mình hỏi là các bạn có nghe rõ không? Chứ hiểu hay không hiểu mình tính sao đúng không? Tạm thời là nghe rõ là mic loa là ok đầy đủ. Bác cũng nói rất là chậm rãi. Và bây giờ Khánh Vy cần sự xung phong của các bạn. Cho nên bạn nào có thể giơ tay lên để diễn đạt lại các ý bác vừa nói. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có quà. Có ai sẵn sàng? Wow! Một cánh tay rất cao! Yay! Chúc ơi! Bạn ơi, bạn muốn đứng luôn đấy hay bạn muốn lên đây giới thiệu nhỉ? Lên đi cho nó sáng. Lên kia luôn. Đấy là tinh thần của học sinh, học viên của Eli đúng không ạ? Xin mời bạn! Thế là bạn sẽ là một trong những học viên đầu tiên được giao tiếp với bác Mark. Cũng để lại rất là nhiều ấn tượng đấy. Vâng, bạn lên đường này luôn. Không có cái gì tuyệt vời hơn là đi xem chương trình, đi dẫn chương trình, là thấy rất là nhiều sự xung phong của mọi người. Okay. Wow. It's a pleasure to see such a cute student. Yeah, my name is Amri. Chào tất cả mọi người. Bạn cứ đứng giữa thì mọi người có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trai của bạn, tự tin của bạn. Now I begin. This is Mars, the first time in coming to Nam. First is mainly Islam student. Yeah, it's Mars have a 25 years to teach the English. Right now in China, Daniel. She work in the language center, and I think it's the university something is information about university in London, and 10 months ago, he meet Kiều Trang, and it's and in the tell about the English in Vietnam. That is, thank you. Wow! Mike, what do you think about that? This is 10 out of 10. Excellent. Wow! 10 out of 10. Excellent. Oh, in case for others don't understand, may you translate that into Vietnamese? Bạn có thể dịch một phần nào đấy bằng sang tiếng Việt để cho các bạn mà nghe chưa rõ thì có thể hiểu hơn không ạ? This is excellent. I'm very impressed. Congratulations. Wow! Thank you so much. Bạn cứ dịch tiếng Việt đi. A few seconds, friend. Chính xác mình sẽ tiếng Việt là đây là giáo sư Mark. Chính xác cái professor đây là giáo sư là first lần đầu tiên đến Việt Nam, và giáo sư nhìn thấy rất nhiều học viên của Islam, và học giáo sư đã dạy 25 năm tiếng Anh. Right now hay gọi là hiện tại giáo sư đang làm việc ở Trung Quốc, ở thành phố Daniel, so Big City, là thành phố lớn ở Trung Quốc. Thế như làm việc ở Language Center, nghĩa là trung tâm ngôn ngữ. Xem nói về cái gì đó về University in the London, yeah, something like that. And 10 tháng trước, giáo sư gặp Miss Kiều Trang, và
cùng nói chuyện talk about the English in the lab. Yes. Wow, một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Minh. Bạn Minh ơi, bạn mấy tuổi và đang học ở đâu bạn ha? Bạn học ở đâu? Mình thì chính xác là nói chung là đang đi làm ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn Minh rất nhiều. Yes. And he's also excellent at taking notes. Thank you. Và chắc chắn là bạn sẽ có một phần quà đến từ Eli. Cảm ơn bạn Minh rất nhiều. Thank you. Và chào mừng bạn Minh. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Một sự khởi đầu vô cùng là phấn chấn. Yes. Second part. Yeah. Second part. Okay, and now this is the second part of my introduction. Please listen and try to take notes. Teaching English is my love. Teaching English is my passion. And I like doing it all over the world in different countries. My job has taken me to many, many countries of the world, including West Africa, for example, Ghana. I have been to Cuba 2 times, because again, Cubans like learning English. I have been to Yemen 3 times. Again, students in Yemen like studying in English. And right now, I am doing some research into how black students use English in South Africa. South Africa has 11 languages in the constitution, and English is very important. However, there are 2 types of English spoken in South Africa. The English spoken by white people, which is popular internationally, and English spoken by black people, which is not really valued. So my research, I hope that I am able to prove that the English spoken by black people in South Africa is excellent and can be used by everyone. And finally, I have come to see you here, and I'm so happy to see you, all of you being so keen to study English. And I hope that in the future, many of you will become bilingual, and that probably English will become a second official language in Vietnam. Thank you. Thank you so much, Mark. Và đầu tiên là phải đi xin là thông báo với bạn Minh là sắp sửa là có một món quà đang di chuyển tới tay bạn rồi, bạn sẵn sàng nhận nhá. Chúc mừng bạn. Và do là hạn chế thời gian và chúng ta còn rất nhiều phần ở đằng sau nữa, cho nên bây giờ thì Khánh Vy chưa thể trao cơ hội và thử thách này cho thêm một bạn nào nữa. Nhưng mà Khánh Vy hứa là chắc chắn được cuối chương trình chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để có thể nhận quà và tương tác với vị diễn giả. Cho nên là Khánh Vy xin phép được dịch những gì mà bác Mark vừa nói. Và nếu như Khánh Vy dịch sai, các bạn nhớ phản ánh nhé. Vì mình cũng như bao bạn thôi, mình cũng phải take note và mình phải cố gắng nghe rất là kỹ. So I will, on behalf of them, I will translate to save time. Vâng ạ, dành cho những bạn mà có phần nào thì các bạn chưa nghe được thì Khánh Vy cũng xin giới thiệu luôn. Bác Mark có chia sẻ về cái sự đam mê và tình yêu của bác đối với việc giảng dạy tiếng Anh. Như chúng ta có thể thấy là bác đã giảng dạy tiếng Anh trong vòng 25 năm rồi, một thời gian rất là dài. Và cái công việc giảng dạy này đã giúp bác đến rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm rất là nhiều khu vực, ví dụ như là ở phía Tây của Nam Phi, là đất nước Ghana, hay thậm chí là Cuba là bác đã đến 2 lần rồi, Yemen là bác đã đến 3 lần. Là bác biết là đấy là những người khu vực mà có tình hình không quá ổn định, nhưng mà họ thì, những người ở đấy thì luôn có một niềm đam mê để được học tiếng Anh. Và hiện tại bây giờ thì bác đang làm những nghiên cứu về việc học tiếng Anh tại Nam Phi và South Africa. Và đối với South Africa, đối với những bạn học sinh ở Nam Phi á,
thì các bạn thấy tiếng Anh rất là quan trọng. Và nhưng mà bác nhận ra một điều rằng là có hai loại tiếng Anh ở South Africa. Một loại là tiếng Anh chuẩn được nói bởi người da trắng, cái đấy thì nó rất là phổ biến. Một loại là tiếng Anh được nói bởi người Latin, cái đấy thì không được trân trọng lắm về cái giá trị. Cho nên là bây giờ là bác mong muốn là với cái nghiên cứu này của bác thì bác có thể chứng tỏ được rằng là cái tiếng Anh mà được nói bởi người Latin đó, nó cũng có giá trị ngang bằng như thế. Và nó cũng có thể sử dụng với tất cả mọi người trên thế giới. Và một lần nữa thì bác muốn diễn tả cái sự vui mừng khi bác đến đây, thấy được rất nhiều các bạn học viên đang hào hứng về học tiếng Anh. Và bác hy vọng rằng là trong tương lai thì tất cả chúng ta, những sinh viên, học viên của Việt Nam sẽ giỏi tiếng Anh, và tiếng Anh sẽ trở thành một ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. So thank you so much for your self-introduction. That's so impressive. A lot of people are eager to talk to you. And I'm sure there will be lots of questions. A lot of questions? Okay, thank you so much. So I think you could take a rest a little bit before okay. We move to the second part. So I'm taking a little break. Cũng có nhiều cái quan điểm như vậy, nhưng mà thật ra năng khiếu ở đây mình đang muốn nói đấy là cái mà mình sinh ra mình đã có ấy. Okay. Vậy là đấy là quan điểm thứ nhất. Và quan điểm thứ nhất thì cũng có rất là nhiều bạn có chung ý tưởng với hai vị diễn giả, và chúng ta sẽ lắng nghe tiếp quan điểm thứ hai nhé. We should use Vietnamese sounds when learning the pronunciation of an English word. Tức là chúng ta nên học phát âm một từ tiếng Anh bằng cách là phiên âm nó ra theo thành tiếng Việt. Dành cho những bạn chưa biết, ví dụ học từ black là màu đen chẳng hạn, phiên âm ra là black, black. Đấy, thì các bạn có đồng ý với quan điểm đấy không? 3, 2, 1. Wow! There's only two. Chỉ có hai bạn giơ cánh tay lên thôi. How about you? Oh, there's only one. 50-50. Oh, 50-50. Yeah, me too. 50-50. Yeah. Hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ của hai vị diễn giả. Probably, if you feel and if you look at English sounds, and we need to remember that the English language has 26 letters, but 44 sounds. So if you compare for sounds in Vietnamese with sounds in English, and they are similar or identical, it's not a problem. You can use them. However, if there is a sound in English which doesn't exist in Vietnamese, then of course you need to practice. Like in Nigeria, in West Africa, Nigerian students are not able to say bird. They say bird, because doesn't exist in Nigerian sounds. They find it very difficult. So the same with Vietnamese. If your sounds are this similar to English sounds, it's not a problem. But if there are certain sounds which are different, then you need a lot of practice. This is the reason why it's 50-50. Ở trong tiếng Anh á, là có 26 chữ cái với 44 âm lận. Bác đồng ý một phần là bởi vì nếu như mà cái âm đấy trong cái từ tiếng Anh nó trùng với cái âm trong tiếng Việt mà mình có thì mình vẫn học ok. Nhưng mà có rất nhiều âm tiếng Anh trong tiếng Việt mình không thể có được. Ví dụ như ở Nigeria thì học sinh không thể phát âm chữ con chim bird, bởi vì cái từ earth đấy là nó không có trong cái từ điển cũng như cách phát âm của người Nigeria. Cho nên bác một phần nào không đồng ý là bởi vì là khi mà có những từ không trùng trong cái phiên âm của tiếng Việt á, thì chúng ta phải học đúng theo nguyên âm của tiếng Anh. Và chị Vân thì có chia sẻ như thế nào? So it's all about communication effectively, right? Tất cả những cái mà bác vừa nói thì thực ra nó sẽ xoay quanh một cái quan điểm, đó là miễn là mình có thể giao tiếp được tốt và mình có thể truyền tải được cái thông điệp của mình là được. Thời gian gần đây thì cái xu hướng học ngoại ngữ nó sẽ là mình không nhất thiết là phải nói
tốt, nói hay, nói hùng hồn như là những người bản xứ. Nhưng mà cái quan trọng, cái tất yếu, cái quan trọng rất rất quan trọng ở đây, đấy chính là mình truyền tải được cái thông điệp của mình. Tuy nhiên thì cái cách học này thì nó cũng, cô không phủ định là, cô không phủ nhận là nó không tốt. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý cho cô một điều, hai điều. Thứ nhất, đấy là cái gì quá cũng tốt. Nếu mà mình cứ phụ thuộc quá nhiều vào từ tiếng Việt, cái âm tiếng Việt để mình phát âm một cái âm tiếng Anh chẳng hạn, thì lúc đó sẽ đến một thời điểm mà khi mà mình giao tiếp chẳng hạn, người nước ngoài họ không hiểu mình đang nói cái gì, đúng không? Ví dụ như cô nói cái câu là Hello I'm Mai, Mai hết Mai. Các bạn có hiểu cô nói gì không? Có hiểu không? Không đúng không? Bởi vì thực ra là cô đang sử dụng những cái âm thanh, những cái âm để cô phát âm. Đó. Thế nên là dẫn đến cái lưu ý thứ hai, đấy là cứ khi nào mà các bạn học từ vựng ấy thì các bạn nhớ cho cô là hãy nghe xem cái âm thanh thuộc về cái từ đấy nó là cái gì, đúng không? Và mình nhận dạng những cái từ, đúng không? Nhận dạng những cái từ qua âm thanh, through sounds, ok? Yeah. Và đấy là cái lưu ý của cô nhé. Cảm ơn chị Hà Vân cũng như Bob Mark. Em cũng công nhận điều này với chị Hà Vân, bởi vì em thấy quan trọng nhất của cái sự giao tiếp đó, đó là mình nói người ta hiểu và người ta nói mình hiểu. Nhiều khi mình có rất nhiều cách phát âm và nhiều cách nói, nhưng quan trọng đấy là cái mục đích tối thượng của việc học ngoại ngữ. Yeah. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới quan điểm thứ ba. Quan điểm thứ ba này thì nó khá là đơn giản thôi. Learning a word's meaning is important, but not enough. Học một cái nghĩa của từ thì quan trọng thật đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ. Mọi người có đồng ý không ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Gần như là 100%. Yes. Yay, 100%. Chứ anh quay phim không dơ. Coi như là 99%. Okay, Mark, please share with us. Right. Before I answer this question, just to get you moving, please write down this word for me. I'll spell it for you. Ready? C-L-E-R-K. Mọi người viết vào trong giấy cái từ mà các bác bắt mắt vừa phát âm được không ạ? Yes. C-L-E-R-K. 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 Yes. What was song chưa? Please say it for me now, everyone. C-L-E-R-K. Excellent. And can you say the word now? Please pronounce it. Again, louder. Louder. Any other ideas? And the pronunciation is actually Clark. Clark in British English. So you can see that knowing the meaning of the word or the spelling is not enough. You need to know the pronunciation, and in this case, it's a person working in an office. You also need the context in which you can use it. And maybe American speakers will say clerk, but in the UK, it's still clerk. So, no, the meaning of the word is not enough. You need to know the pronunciation, you need to remember the spelling, and also the context in which the actual word is used. Yeah, context and pronunciation, really important. Really important. Ngoài việc học nghĩa của một từ thì chúng ta phải học cách phát âm và cái ngữ cảnh sử dụng từ đấy như thế nào. Như là cái word mà bác vừa phân tích, nhiều người không phát âm được từ đấy dù biết nghĩa của nó là gì, là kế toán, chị Vân. Clerk là nhân viên tính toán, có liên quan tính toán. Thường thì nó hay đi theo cụm là bank clerk chẳng hạn. Nhân viên ngân hàng. Còn chị Vân thì nghĩ sao về quan điểm này? Thật ra quan điểm này thì bác đã nói hết cái gì chị định nói rồi. Nó chỉ có context và pronunciation rất rất quan trọng mà các bạn đừng quên là được. Remember, whichever way we do it, whichever way we learn a language, there will be always something staying there which can be used in the future.
Bác còn nói là cái câu này á, khi mà mình bảo là mình chưa học cái gì mà mình càng học càng quên là sai rồi. Bởi vì mỗi người chúng ta thì đều có khả năng ghi nhớ khác nhau. Người thì nhớ rất là lâu, người thì nhớ rất là quên rất là nhanh. Cho nên là các bạn nên nhớ một điều cốt lõi rằng là cái việc học, dù các bạn học như thế nào, cách học của bạn ra sao và trí nhớ của bạn như thế nào, thì nó sẽ vẫn luôn luôn có ích cho các bạn ở một thời điểm nào đấy. Sau này nó sẽ luôn có ích và các bạn vẫn có thể sử dụng được. Okay, so move on to the final. Quan điểm cuối cùng cũng là quan điểm thứ 5. Vâng, quan điểm thứ 5 này chắc là chị Vân sẽ nói được rất là nhiều đây. Bởi vì đây cũng là một vocabulary mà chị Vân rất là dành cái này. It's impossible to learn vocabulary by yourself. Tự học từ vựng là một điều không thể. Bạn nào đồng ý không ạ? No, right? One, yeah. There's one over there, right? How about you? It's impossible to learn vocabulary. Chị bạn thấy sao? Trên thực tế là thật ra trong quá trình giảng dạy của cô gặp rất là nhiều bạn. Các bạn hoàn toàn có rất nhiều bạn tự học, đặc biệt là những bạn khi học IELTS chẳng hạn, học TOEIC chẳng hạn, và ngay từ những bạn mà học từ trình độ cơ bản các bạn cũng tự học. Và cô nghĩ là đây là một điều hoàn toàn có thể, và các bạn chỉ cần nhớ cho cô hai điều. Đây chính là hai điều mà cô đã nói ngay từ cái câu đầu tiên. Thứ nhất đấy là cái thái độ học tập. Thái độ ở đây đấy chính là cái sự kiên trì, đúng không, mình vượt qua khó khăn. Và cái thứ hai đấy là một cái phương pháp học tập đúng đắn. Và cái phương pháp học tập như thế nào cho tốt thì các bạn hãy xem tiếp phần sau, các Mark sẽ chỉ cho các bạn nhé. Yes, vậy là chúng ta đã vừa đi qua 5 quan điểm và chúng ta cũng biết được rằng là hai vị diễn giả có những quan điểm như thế nào. So that is our 5 opinions and we know your ideas, definitely. Và như chị Vân có chia sẻ thì quan trọng hơn hết đó là cái thái độ học tập, đúng không, và sự kiên trì. Còn phương pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ biết ngay sau đây thôi ở phần tiếp theo. So we want to know more about the methods and how to do it in the next part, which is a few. Sure. Yes, and now please take a deep breath again. Okay. Thank you. Một lần nữa dành một tràng pháo tay thật lớn cho hai diễn giả của chúng ta. Okay. Hello again. And now we go through the presentation. So we will actually try to see how you can remember and deal with English vocabulary. So, how do we do it? So remember, first, preparation and practice. You need to learn the definition, and probably here in Vietnam, normally what you do, you take an English Vietnamese dictionary, which is fine, but it may not be enough. So I would suggest that in addition, if you have an English Vietnamese dictionary, you also try to get an English dictionary, either for beginners or intermediates, depending on your level. Because an English dictionary will always give you an example of the use of the language in context, in a sentence. Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về bài là làm sao để học và nhớ từ vựng tiếng Anh, thì sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là phần chuẩn bị preparation và phần thứ hai là phần practice, phần luyện tập. Ở Việt Nam á, thì đầu tiên là bước đầu tiên đó là học định nghĩa. Thì không biết là ở đây có những bạn nào dùng những loại từ điển như thế nào. Tôi thấy là ở Việt Nam thì khá là nhiều người dùng từ điển Anh Việt, nhưng mà nó có thể là có hiệu quả nhưng mà không đủ. Và tôi có thể khuyên các bạn là thêm vào đấy các bạn nên sử dụng từ điển Anh bất kể trình độ nào, bởi vì từ điển Anh thì dành cho rất là nhiều bạn học sinh từ trình độ thấp tới trình độ cao, bởi vì trong từ điển Anh thì sẽ cung cấp cho chúng ta những ví dụ và những cách sử dụng của từ đấy, và đặc biệt là ngữ cảnh để sử dụng nữa.
Okay, so these are the two steps. Looking up the meaning of the word in an English-Vietnamese dictionary, and then looking it up in an English-English monolingual dictionary. Okay, so have a look at this word, green. 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 What does it mean, green? Think about it. Green? Color? Only color? Only color, what do you think? Other meanings? So actually, more meanings, yeah? Not just one. Mm-hmm. So, have a look at this sentence. I think that John, the new singer, is still very green. What does it mean? Các bạn thử đoán được nghĩa green này có nghĩa gì? What does it mean? Young. Does he have a lot of experience? No. Okay. So young and not a lot of experience. Mm-hmm. And sometimes a meaning like this may be the same or similar in Vietnamese. But very often it may be completely different. So you have to be very careful how you use these dictionaries. And please have a look at this page from a dictionary. And in fact, these dictionaries are available these days online. So you can click on your phone or on your computer, and the computer will give you such a beautiful definition of the word. And where you actually see A1, this means that that is the most important use of that word, which you should always learn first. Which you should always learn first. Đầu tiên là việc sử dụng từ điển Anh. Chúng ta có thể thấy là ví dụ vừa rồi là ví dụ cái từ green là từ màu xanh đúng không ạ? Trong tiếng Việt chúng ta có thể dịch là màu xanh, nhưng mà nó còn có nghĩa khác, đó là một người không có nhiều kinh nghiệm. Như tiếng Việt mình gọi là em còn non còn xanh lắm, tức là em không có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà thực ra đấy là vài trường hợp, thì cái việc diễn tả như thế, cái từ ẩn dụ như thế đối với tiếng Anh, tiếng Việt thì nó vẫn giống nhau, chứ có nhiều trường hợp là cái sự diễn tả nó không hề giống nhau, nó hoàn toàn khác. Ví dụ như là ngày hôm Mark, do you remember the phrase "this all Greek to me"? It is all Greek to me. All Greek to me. Yes. In the UK, we say if we don't understand something, we say it's all Greek to me. But in Europe, they say it's all Chinese to me. Như kiểu là người Anh Anh á, thì khi mà có một cái câu nói đó là "it's all Greek to me", tức là bạn đang nói cái gì đấy tôi không hiểu gì cả. It's all Greek to me. Thì trong tiếng Việt của chúng ta làm gì có thể dịch được rằng là nó quả là một cái sự Hy Lạp cổ đối với tôi, không ai hiểu. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta lại bảo là đúng là nước đổ đầu vịt, nó không hiểu, không tác dụng gì. Tức là các bạn có thể thấy là cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy khi sử dụng cái từ điển như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng cái từ đấy có bao nhiêu nghĩa và sử dụng nghĩa như thế nào. Các bạn có thể nhìn thấy trên slide cũng như là trên cái tờ giấy được phát ra, thì cái từ green có cái từ A1, cái dòng đầu tiên ấy, A1 là chỉ cho cái từ quan trọng nhất, cái nghĩa quan trọng nhất của cái từ này. Và bạn luôn luôn phải học cái nghĩa này đầu tiên trong tất cả các nghĩa được nêu. And what do you say in Vietnamese for "it's all Greek to me"? We say nước đổ đầu vịt. It means like the water is pouring down the duck's head. Uh-huh. The duck's feather does not absorb water. Uh-huh. Yes, so it's useless. Completely different. Completely different. Completely different. Hoàn toàn khác, đúng không? Okay, so please remember. Also,
these days these electronic dictionaries have got a very useful function of sounds. So over here on your computer or on your phone, if you click on the UK red circle, you will hear the British pronunciation. And if you click on the US red circle, you will hear the American pronunciation. So green is still probably the same, but if you look at the UK pronunciation of schedule, it's in the UK it's schedule, but in the United States it's actually schedule. So you can see the difference. Schedule, 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 etc., etc. Như bác vừa nói thì cái từ điển này là có hai cái loa đấy ạ. Bạn có thể truy cập ở online, tức là trên điện thoại và trên máy tính, ấn vào cái loa là một bên UK, một bên US, là hai cách phát âm hoàn toàn khác nhau của Anh và Anh Mỹ để chúng ta có thể học. Okay, so summary, preparation, check in the definition in a Vietnamese English dictionary, then checking the definition, meaning, and the use in an English monolingual dictionary. And these two steps are very important for you to give you confidence, to give you confidence in learning vocabulary meaningfully. Và chúng ta có thể sum up lại, là tổng kết lại. Có hai cách để sử dụng từ điển, hai bước để sử dụng từ điển. Bước thứ nhất đó là tra nghĩa bằng từ điển Anh Việt. Bước thứ hai là tra ngữ cảnh và cách sử dụng cũng như các nghĩa khác ở từ điển Anh Anh. Và hai cái bước này thì nhìn có vẻ nó rất là mất thời gian đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là chậm phải chắc, và cái chất lượng thì quan trọng hơn số lượng. Right, so shall we try it? Let's try this. Okay. She gave me a cold look. What does it mean? The first or the second meaning? Với cái câu she gave me a cold look thì cái từ cold này là ở nghĩa đầu hay nghĩa thứ hai trong cái... The first or the second meaning? Excellent. It's the second meaning. Because in this case, cold is not used in the literal meaning, but it's used in its metaphorical, figurative meaning. Bởi vì là cái này thì chắc chắn cái từ cold này nghĩa là thứ hai rồi. Nghĩa thứ hai các bạn có thể thấy là unfriendly, tức là không thân thiện đúng không ạ? Từ cold trong cái câu này thì không được sử dụng với nghĩa đen mà nó được sử dụng với nghĩa ẩn dụ, đó là lạnh lùng. Yes, so you can see, even though this one is the first meaning, sometimes you have to know the second meaning as well. Okay, moving on. War. A1, A2, B1. And now, ready, steady, go. Thank you. Yes, friendly. So not hot or warm, but actually friendly. So again, the meaning is not literal, but figurative, metaphorical. Moving on. Lazy. Wait, no. Ready, steady, go. I spent a lazy day at home yesterday. The first or the second meaning? Yes, the second meaning. Lazy Sunday afternoon, etc., etc. So you can see this is how it works. And if you only use English Vietnamese dictionary, you may be
confused. However, if you use an English dictionary, the English dictionary will help you make the meaning clearer. Yes? Chúng ta mà sử dụng cái từ điển Anh Việt thì chúng ta sẽ hiểu cái nghĩa, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng từ điển Anh thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về đa tầng nghĩa của một từ và nó sẽ càng rõ ràng hơn với chúng ta. Mark, I think it would be better if we boost the interaction here also. So I will stand here to give it to anyone to answer the question. It's a very good idea, and you can actually move around so that we are able to cater for all of you. Okay, sure. Now, we need to remember that English vocabulary is almost 500,000 words. How can a human being learn 500,000 words? It's impossible. So you need to know which vocabulary is useful for you. Các bạn biết đấy, tiếng Anh thì có tầm khoảng tiếng Anh mà kiểu proper cơ bản của chúng ta học được 500,000 từ, nửa triệu từ. Thế là nhiều, thế làm sao mình học được đúng không? Thì mình cũng sẽ chỉ học được những từ nào quan trọng thôi. Đây, các bác sẽ cho chúng ta xem ví dụ. And please have a look. We have examples of vocabulary for low level beginners and intermediate students and very advanced. So, beginners and intermediate. Red, milk, hospital, careful, airport, excellent. Say it with me. Yes, please. So, red, milk, hospital, careful, airport, excellent. Food. And examples of very difficult words, not necessarily useful. Please say them with me. Erythrocyte. No, it's so hard. Jejune. Overture. Expeditious. Mutiny. Commendable. Victual. Pecuniary. So you see, when you look here, it gets so difficult, and it's not necessary. Maybe after 2 or 3 years, but when you start your English, you need this vocabulary. And so. Yes. Trên đây là các ví dụ. Các bạn có thể thấy một bên là ví dụ những từ rất là cơ bản, đúng không ạ? Và hầu như là các bạn nào mới học tiếng Anh thì sẽ được học qua ví dụ này. Ở đây các bạn có thấy những cái từ ở cái dòng đầu tiên nó quen thuộc không ạ? Khá là quen thuộc đúng không? Đỏ sữa, bệnh viện cẩn thận, airport, sân bay, excellent food. Những từ mà chúng ta đều đã thể nhìn qua và học rồi. Nhưng mà với dòng thứ hai, những cái từ rất là chuyên ngành, rất là nâng cao. Thật sự là nói thật là Khánh Vy nhìn, Khánh Vy cũng chẳng biết nghĩa của mấy từ này. Cho nên là có những từ đối với những bạn nào mới học tiếng Anh á, thì chúng ta nên học những từ căn bản thôi. Và cũng không nên học những từ nó quá cao sang quá, nó quá là chuyên ngành quá, bởi vì đây là những từ chuyên ngành. Yes, it's very interesting. And you need to remember that sometimes some words are used every day and sometimes maybe once a month. So if you look at excellent, and, for example, she or he speaks excellent Japanese, meaning they know how to speak Japanese very well. But then, if you look at commendable, which has the same meaning, but it's not often used, like commendable behavior. You don't really need it, but excellent is very useful. So you can see excellent has got a very frequent use, whereas commendable, which means the same, it's used rather rarely.
Đây là một ví dụ mà Mark mắc cho. Một bên là từ excellent, một bên là từ commendable. Từ excellent này là một từ cơ bản mình dùng hàng ngày, nó có nghĩa là rất tốt, tuyệt vời, xuất sắc, đúng không ạ? Như kiểu là anh ấy nói tiếng Nhật Bản rất là tốt. Cái này thì có nhiều từ đồng nghĩa và commendable là một trong những từ đồng nghĩa của excellent. Thực ra nếu mà search trên cái từ điển Anh Việt á, commendable, comment tức là tuyên dương, tán thưởng. Commendable tức là cái gì mà có thể được tuyên dương, tán thưởng. Commendable trong tiếng Anh thì hay đi về behavior. Commendable behavior tức là những cái hành động đáng được tuyên dương, tán thưởng. Thì đây cũng được gọi là một trong những từ nâng cao rồi. Cho nên tốt nhất là với những người mới học tiếng Anh thì cứ excellent mà dùng. And maybe for excellent, I should use a Vietnamese example. Listen now. To be honest, you have an excellent football team. Bây giờ mình đi mời một bạn trả lời dịch cái câu này của bác nhé. Bạn nào có thể trả lời nhận quà được không? Do you agree? À đây, đây. Wait, there is one. Want to answer the question. Đây. Okay, we have a question. Bác nói là, thân mà nói thì chúng ta có một đội tuyển bóng đá rất là tuyệt vời. Rồi, em tên là Đinh Như Anh. Oh, please come here. Oh, okay. Yes. Quà lại càng lớn hơn. So you will ask the question. We will translate into English and I will answer. Please come. We have a football team and last night we won a cup, so on aggregate. Yes. 3-2. The final we won. Suzuki Cup. Yes. 2018. Yes. Yes. Excellent. Very excellent team. So you have an excellent team. Do you agree? Yes, I'm with you. Excellent team. And what is your question? I have a question for you. Yes, please. One of my friends, he studied IELTS and he got a qualified IELTS and he tell me that when I learn a new word, I must learn by heart and not learn only one word, just only two words and synonym, antonym, yes, and how to think about it. Câu hỏi của Đức Anh là IELTS, so learning vocabulary for an IELTS exam. And he learns it by heart. I think maybe he needs to relax because we need to remember that learning a language is an art. It's not a science. So there is no mathematical formula through which you can do it. Every person is different. So probably he needs to be more open because only doing it by heart will not work. Simply because learning a language is an art, not a science. Do you see the point? Thank you. Thank you. And how do you learn vocabulary in English? Because your English is excellent. So how do you do it? I learn myself. I study self-study. Yeah. And it works. It works very well. Okay. Round of applause. Thank you. Cảm ơn bạn Đức Anh. Thank you, Mark. Can I translate a little bit? Yes, please. Lúc nãy bạn Đức Anh có hỏi là một người bạn của bạn Đức Anh IELTS được 8.5 và học từ vựng tiếng Anh thông qua việc bạn ấy học thuộc. Thì Đức Anh hỏi bác nghĩ sao về vấn đề này. Bác nghĩ là người bạn ấy thì cần thư giãn một chút xíu, không cần quá căng, bởi vì thực sự là học ngoại ngữ cũng là một bộ môn nghệ thuật mà thôi. Nó không phải là một bộ môn khoa học, cho nên không có một cái công thức cụ thể nào cho việc học từ vựng là mình cần phải nhớ bao nhiêu từ ấy, học ra sao hết. Mỗi người sẽ có một cách vận hành bộ não khác nhau. Cho nên là các bạn hãy thử các cách học từ vựng, không chỉ việc là học thuộc, bởi vì mỗi học thuộc từ vựng thôi thì nó sẽ không có hiệu quả. Okay. Thank you, and also thank you for your involvement. Because it's very good to get questions, because it shows that the audience are interested. So thank you again. Very good question.
Moving on. So, how do we know which definition of an English word we should learn first? Well, the answer is actually quite easy. Please take a look. We will see two pages from two different dictionaries. So this is actually the Longman Dictionary, and this one is the Collins Dictionary. And in this dictionary on the left, the most important first meaning is given as A1. Whereas in the second dictionary, simply the most important meaning is number one. So in most dictionaries, the most important meaning will always be at the top, and the less important meanings will be in the middle and at the end. Như ta thấy là lúc nãy một cái từ tiếng Anh thì có rất là nhiều nghĩa. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta học từ, học cái định nghĩa nào trước? Thì các bạn có thể thấy trên màn hình hoặc trên tờ giấy các bạn là hai từ điển, một bên từ điển Cambridge. Nếu các bạn nào muốn thì các bạn có thể lên Google search là Cambridge Advanced Dictionary. Và một bên thứ hai là từ điển Collin Dictionary. Collin, C-O-L-L-I-N là từ điển dành cho những người mới học tiếng Anh. Thì ở bên từ điển Cambridge bên tay trái các bạn mà có ba cái cột màu xanh á, thì cái từ quan trọng nhất là cái từ A1 màu xanh. Đấy là dịch là green là màu xanh. Đấy là cái nghĩa mà bạn phải học đầu tiên. Yeah. Okay. Now, after the workshop today, you will receive a handout which will give you 50 useful ways of dealing with vocabulary. And just to show you some of the ways, have a look at from 40 to 47, different pieces of advice what you can actually do as a person to improve your ability to learn, remember, and use English vocabulary. If you look, for example, number 47, the benefit of pop music. How many of you use YouTube for music? Wow. You see? Useful. Very useful. So you can always listen to various songs on YouTube, and if you click, you can also find the lyrics. And the lyrics of the songs are very useful because they give you vocabulary in context and also with music. So somehow, as a human being, you remember this vocabulary better. Tiếp nối một phần lúc nãy một chút là mình chưa nói xong thì mic bị tắt, bây giờ mic hoạt động rồi. Tức là ở mỗi từ điển Anh á, thì hầu như nó sẽ luôn đặt cái nghĩa quan trọng nhất ở cái nghĩa đầu tiên. Nên là các bạn cứ học từ điển Anh thì các bạn cứ học nghĩa đầu tiên đã. Còn đây là những cách để chúng ta có thể học và nhớ từ vựng tiếng Anh. Và chắc chắn là chương trình sẽ gửi lại cho các bạn bản đầy đủ 50 cách. Và các bác nói là cách nghe bài hát tiếng Anh, bởi vì lúc nghe bài hát tiếng Anh thì chúng ta sẽ hiểu được cái ngữ cảnh của cái từ đấy dùng như thế nào. Ở đây có ai học tiếng Anh bằng cách nghe bài hát không ạ? Giơ tay không ạ? Yeah. Bây giờ mà có bạn nào đứng dậy hát một bài tuyệt vời nhỉ? Hoặc là bạn nào có thể chia sẻ với mình một từ mà bạn đã học được nhờ việc nghe bài hát tiếng Anh, và chúng mình sẽ có quà cho các bạn. I asked them to tell us one word they learned from a song. We don't come anymore. Wow! Anymore. We don't come anymore like the Gustodo. It's incredible. Wow. Thank you. Wow. Thank you so much. I learned that when we don't come
And when you use YouTube, do you look at the lyrics? Do you look at the lyrics as well? No, I don't look at the lyrics. But when I play back again and again, I look at the lyrics. And it helps your memory. Yeah, it's helped my memory a lot. You see, because it's a memorable, it's in a memorable context. Yeah. Yes. Very interesting. Yes. And mind you, we already have K-pop. Maybe soon we will have Viet Pop. We have V-pop. You have V-pop? Yeah, we have V-pop. Okay, so I need to learn about it before I leave because I only know K-pop. Okay, so I will ask the E-Light team to introduce me to V-pop. Thank you. You should listen to Suntung NTV. Wow, thank you. So now I know something more about Vietnam. Yeah. V-pop. Wow. Yeah, V-pop. Thank you. Yeah. Excellent. Very interesting. Cảm ơn bạn. Chúng sẽ rất tuyệt vời. Ít ra cái bài We Don't Talk Anymore, chúng ta cũng đã học được khá là nhiều từ talk và nói chuyện anymore là không còn nữa. Thì đấy là một trong những cách học tiếng Anh rất là hay, đó là học qua bài hát. Yes. And it's very memorable. We don't talk anymore. Yes. But we still have to. But we still have to. So, what would be the practical ways to improve memory when it comes to vocabulary? In the UK, when we have international students, very often they go to a bookshop, like now, before Christmas, and they buy a world calendar with 365 words. Then they go home, and on the 1st of January, first word. On the 2nd of January, the second word. On the 3rd of January, the third word. And maybe you do it in the place where you spend a lot of time. If you do a lot of cooking, do it in the kitchen. If you spend a lot of time in your bedroom, put these words as a wall, 366 in 1 year and remember them forever. Đấy là phần luyện tập, di chuyển tới phần thứ hai là phần luyện tập. Chúng ta đã biết cách search từ điển rồi. Bây giờ luyện tập như thế nào để có thể có một trí nhớ tốt? Ở bên nước Anh thì rất nhiều bạn sinh viên quốc tế có một cách, đó là cứ gần đến Giáng sinh và các bạn ấy ra mua cái quyển lịch này mà mỗi ngày trong quyển lịch này là một từ khác nhau. Cho nên là các bạn ý cứ xong một ngày là các bạn dán một cái từ mới lên phòng của các bạn ấy hoặc ở bất cứ nơi nào mà các bạn dành nhiều thời gian. Ví dụ như anh ví dụ như là phải dán từ ở bất cứ một nơi nào trong nhà, anh dán ở đâu? Dán trong phòng ngủ. Dán trong phòng ngủ. Mình dễ, rất là dễ học đúng không ạ? Mình thức dậy là mình nhìn thấy, mình đi về nhà mình cũng nhìn thấy. Và đấy là cách mà chúng ta có thể vận dụng được từ các bạn người nước ngoài, là các bạn Anh. Không cần, nhiều lúc không cần mua cả cái cuốn lịch này, chúng ta có thể viết từ mới trên cái giấy màu vàng check note và dán lên tường. Đó là một cách học. Và nếu như năm nhuận là 365 ngày thì các bạn có thể học được 365 từ luôn. In the UK, the students very often buy these dictionaries on Amazon or eBay, but probably in China they do it on Taobao. Where do you buy your things here? Ở bên Anh thì người ta mua ở Amazon với eBay, còn ở Trung Quốc là mua ở Taobao. Ở đây thì có bạn nào biết có những thể loại như thế này được bán ở Việt Nam không ạ? Bản thân em mà em không biết thật. Có ai biết ở đây Việt Nam mình có bán cái này không ạ? Ở Shopee. Shopee bán ạ? Cái này là anh phải kiểm chứng lại thông tin đi. Em là nghe không tin lắm rồi đấy. Cái này thì chắc là cũng phải nhờ bên team E-Line xem là có những cái phiên bản như thế này ở Việt Nam mình không. I think we have a challenge for E-Light in the future, in addition to the new excellent book and the online courses, maybe producing a calendar like this. Yes, online. I totally agree. Đó. Các anh chị E-Light nhớ nhé. Bây giờ mình sản xuất xong sách tiếng Anh cơ bản rồi, nhiệm vụ tiếp theo trong năm mới đó là sản xuất một cái quyển lịch này.
chúng ta đỡ phải giải đáp câu hỏi là mua ở đâu nữa. But with easy words, please. Nhưng mà mình sẽ yes, totally agree. And again, remember your teacher will always be able to help you as well, because normally your teacher knows your ability and they know what you can do. So try to trust a little more, have more trust in your teacher. They will be able to give you advice. And remember that there are lots of, you are a mobile phone generation. You are an Android, Samsung, Apple, Huawei generation. You have your mobile phones, so you can get so much vocabulary using different applications on your mobile phones. And then you're on a bus, you're on a plane, you're on a train, you're at the swimming pool, you're in a park. You can always do it anytime, anywhere. Bây giờ thì thời đại công nghệ phát triển rồi, cho nên là bên cạnh việc cái mua cái lịch từ mới này dùng thì các bạn có thể sử dụng trên app, trên các phần mềm của điện thoại, bất kể là Android hay là của iOS. Các bạn thấy cái link trên không ạ? Fluento.com. Đây là một cái link để tải app rất là hay để học từ vựng. Hoặc ngoài ra là các bạn có thể dùng extension trên Chrome. Nếu như bạn nào mà chưa biết extension trên Chrome thì các bạn có thể truy cập vào trang của Eli để cùng xem cách học từ như thế nào. Hoặc như Khánh Vy nói, các bạn có thể tự làm flashcard một cách miễn phí, mình tự làm thôi. Và cách làm flashcard như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nghe bác hướng dẫn sau đây. And with Eli you can make so many flashcards actually. So, please look at page 44 in your book. Các bạn nhìn vào trang 44 của cuốn sách đi ạ. Trang 44. Please open your book on page 44. Ở quyển 2 giúp mình nhé, quyển 2 trang 44. And highlight the words you don't know. Các bạn ở quyển 2 nhé, quyển thứ 2 ạ, trang 44. You've got an old word there, but actually this one has got quite a difficult pronunciation, because this particular animal, remember, is actually a bear. Rồi, các bạn đã mở trang 44, page 44 của quyển sách thứ 2. Và nếu như các bạn thấy từ nào lạ, các bạn gạch chân cái từ đấy. Có từ nào lạ, các bạn có thể gạch chân từ đấy. And looking at that screen. Trong bài đọc câu đầu tiên thôi ạ, các bạn chỉ cần đọc cho những từ nào các bạn thấy khó. Say with me, bear. Please say with me, bear. Bear. Everyone, bear. 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 Excellent. Okay, now, chaos. Do you know that word? Please say it with me, chaos. Chaos. Now, try to make a flashcard with maybe chaos in my room. Chaos in my room. Try to make a flashcard. How would you do it? You see? And remember that Google is very useful. For example, if you take your phone now, if you have the internet on your phone, please try to put chaos and room into your mobile phone. Please try to put chaos and room into Google on your mobile phone. Could you translate? Yes. Đây là
đây là cách mà chúng ta làm như thế nào để có thể làm ra những flashcard của riêng mình trong việc học từ vựng. Từ chaos có nghĩa là gì ạ? Sự lộn xộn đúng không ạ? Và nhắc đến sự lộn xộn thì các bạn nhớ tới cái gì, liên tưởng tới cái gì? Some people chaos. Bạn có thể liên tưởng tới sự lộn xộn. Into the room. Không ngăn nắp. And click on image. And please click on image in Google. Thực ra là ví dụ như với mình, từ lộn xộn thì mình có thể liên tưởng tới cái phòng như đây. Cái phòng rất là lộn xộn, đó, lộn xộn. Có rất nhiều bạn có cái cách rất hay, đó là các bạn vẽ cái phòng lộn xộn và lộn xộn ở một bên trang giấy và bên dưới các bạn viết cái từ chaos. Đấy là cách chúng ta học qua hình ảnh. Và nếu như bạn nào muốn nhớ từ lâu hơn hay là không có đầy đủ sự sáng tạo để nghĩ ra và liên tưởng, các bạn hãy lên Google, các bạn ấn cái từ chaos và sau đấy các bạn vào tra cái phần image là phần hình ảnh. Google hình ảnh thì nó sẽ ra rất nhiều hình ảnh để đại diện cho từ chaos. This chaos in my room is killing me. Oh, this chaos in my room is killing me. Excuse me? Chaos, the chaos in my room is killing me. Đó, như kiểu là nhìn cái phòng này, cái sự lộn xộn trong cái phòng này làm tôi phát điên lên mất. Ví dụ như thế. Thế là cách chúng ta có thể làm flashcard ở nhà. And remember, when you have a word and it's difficult for you to understand its meaning, you can always put it into Google and click on an image and Google will help you to visualize the word. So Google will help you in the visualization of the word. Yes? Và Google là một cái công cụ rất tốt để chúng ta có thể hình dung hóa, hình ảnh hóa một cái từ. Và cái cách nhớ từ bằng cách hình ảnh hóa thì nó sẽ nhớ rất là lâu. This is another example. And remember, the key principle in learning vocabulary, repetition. So practice, practice, practice. Practice makes perfect, and repetition. Why repetition? Because there is a very old principle from ancient times, from Latin. Repetitio est mater studiorum, which translates into English as repetition is the mother of studies. And I'm sure there is a Vietnamese translation for it as well. Và một trong những cách để học tốt đó là liên tục tập luyện, lặp đi, lặp lại, lặp hoài, lặp mãi. Và đấy cũng chính là một cái chìa khóa rất lớn trong việc thành công học tiếng Anh. Repetition tức là liên tục lặp lại. And now we will illustrate how repetition in context helps you in memorizing the vocabulary by watching a memorable video clip from Elite. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip của Elite, bài hát là Bao giờ lấy chồng được dịch ra bằng tiếng Anh. Các bạn tập trung nghe và sau đấy thì mình sẽ hỏi là các bạn nhớ từ nào nhào nhất, học được từ nào thông qua cái bản cover này nhé. So please watch the video and which words do you remember? My smile has suddenly disappeared. I don't wanna get married. I want to stay with mom and dad. A New Year's I come home and I make sweets for my grandparents. New Year's Eve with my family. Don't you ask about my marriage. Don't you minute, please talk to your immediate neighbor and write down at least 5 words from the song. Okay, for 1 minute, talk to your immediate neighbors and write down 5 words that you remember from the song. Yes, và sau khi hơn 3 phút nghe bài hát vừa rồi thì các bạn có thể nhớ từ nào không ạ?
bạn có thể brainstorm, ready, steady, go. Liệt kê trong đầu hoặc là các bạn có thể viết ra giấy những từ mà các bạn học được. And please talk to each other. Please do it together by talking to each other. Các bạn có thể trao đổi với nhau những từ mà các bạn học được qua cái bài hát vừa rồi. Ví dụ như là mình thì mình bây giờ mới biết được hai từ. Từ thứ nhất là từ spinter, right? Yes. Spinter, nó là lần đầu tiên mình thấy đấy. Là cái từ này là bà cô không có chồng. Please communicate, communicate. Spinster, hay spinter, I don't know, spinner. Đó, và từ thứ hai mình biết thêm là từ marriage. Marriage, như là trước kia mình hay bảo là marriage. Mình phát âm sai, bây giờ mình biết nó phát âm là marriage. À, thì bạn có thể học những từ nào các bạn viết vào và có thể trao đổi với các bạn kế cạnh bên. À, ví dụ người đẹp đang ngồi đứng bên cạnh tôi. Sau khi hơn 3 phút nghe thì bạn học được những từ nào bạn đứng dậy. Ok, 1 minute gone. Any volunteer, please come over and read them. Get married. Wow, you see, get married. Do we agree? Yes. Will you remember this forever? Will the song help you to remember these words? Yes. Yes? So you can see, by listening to a song in context, hopefully you will remember certain words better through music and visual effects. Và đương nhiên là học từ vựng và qua bài hát thì nó sẽ có ích hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta vừa học âm nhạc, chúng ta vừa nghe nhạc, chúng ta vừa xem và chúng ta vừa học. Thank you. Now, please remember that one of the most effective ways of learning vocabulary is having a good dictionary. And I'm sure you're experts when it comes to English Vietnamese dictionaries, but probably you need some advice on how monolingual dictionaries work. Và bây giờ thì có rất nhiều từ điển. Nhưng mà khi sử dụng từ điển Anh, chúng ta cũng cần có những người hướng dẫn là bây giờ nên sử dụng như thế nào cho hợp lý và đúng hiệu quả. So please take a look. When we look at English language teaching, English language teaching is very well developed as an industry, and all publishers have made an effort to produce dictionaries according to level. So we have dictionaries for beginners, low-level students for beginners. We have students we have dictionaries for intermediate students. And also we have dictionaries for advanced students. So, depending on your level, you need to make a decision which dictionary is the best for you. Các bạn có thể thấy thì bây giờ cái việc dạy học tiếng Anh nó quá phổ biến ở trên thế giới rồi, cho nên là những chuyên gia thì luôn cố gắng hết sức mình để có thể phục vụ cho những bạn học bất kể trình độ nào những quyển từ điển phù hợp. Ở trên màn hình đó các bạn là mấy từ điển, ba quyển từ điển khác nhau, nhưng mà đều của Colin. Các bạn có thể tham khảo cái từ điển này để học. Nếu như bạn nào mà mới học tiếng Anh thì các bạn có thể học cái từ điển thứ nhất, Primary Learner's Dictionary ở bên tay trái. Bạn nào mà học được sơ sơ rồi tầm trung bình thì các bạn có thể học intermediate là ở giữa, và bạn nào mà cao siêu học nâng cao rồi thì học advanced learner dictionaries. Đây là ba cấp bậc khác nhau dành cho những bạn nào học tiếng Anh, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tùy theo trình độ của các bạn và rất là dễ sử dụng luôn ạ. And actually we can add one detail. I was going to show to you the paper copies of these dictionaries today, but your customs officials are still keeping the DHL package. So
E-Light will show you the physical copies of these dictionaries in the future, at a future event, but the dictionaries are already in the country to show you. Cái này thì đều có bản cứng và bản mềm. Các bạn có thể thấy cái link trên kia, lên Google search Collins, nó sẽ ra rất nhiều dành cho những bạn nào mà sử dụng điện thoại và iPad. Thì các bạn có thể, mình nghĩ là các bạn nên sử dụng online. Còn cái này thì vẫn có thể mua được ở rất là nhiều nơi bán sách tiếng, bán sách ngoại ngữ. Ví dụ như là ở các nhà sách hay thậm chí là ở bên phố Bà Triệu nó cũng có bán rất nhiều. Và có thể đặt mua ở trên Amazon cũng có nữa. Plus, I need to mention something else which is actually very important. What kind of person you are also depends what kind of dictionary you will use, whether you will use a paper one or an electronic one, because there are lots of people who like touching the physical dictionary. It feels good when they hold a dictionary and use it. But lots of people don't need paper. A lot of people are happy to use just something electronic. And of course, there are people who like both paper dictionaries and electronic ones. Cái việc dùng từ điển giấy hay từ điển bằng trên điện thoại online là tùy vào sở thích các bạn. Bạn nào mà thích sử dụng giấy, thích cầm sờ, thích kiểu truyền thống thì hãy sử dụng từ điển bản cứng. Còn bạn nào thích bản mềm là kiểu nhanh gọn nhẹ, search một cái, ấn enter một cái là ra, thì các bạn có thể sử dụng bản mềm. Bản thân mình thì theo kinh nghiệm là trước kia thì mình có sử dụng bản mềm, nhưng mà nhiều lúc bản mềm nếu mà mình mua trên mạng hay mua trên app về mà không đủ tiền hoặc là chỉ dùng bản thử á, thì nó sẽ không có đầy đủ. Cho nên nếu bạn nào mà có thể thì các bạn có thể nên mua bản cứng thì nó sẽ hoàn toàn là một đầy đủ hơn. Và cách sử dụng thì nó cũng khá là truyền thống và khá là hiệu quả hơn. Đấy là theo kinh nghiệm của mình mà mọi người có thể tham khảo. We can even check what our students here prefer. So maybe how many people prefer to use a paper dictionary, hands up. Chúng mình muốn làm một cuộc khảo sát. Ai thích dùng từ điển giấy ạ? Giơ tay ạ. Oh, very few. Rất là ít. And now, how many people like to use electronic dictionaries? Từ điển online thì sao? Wow. Vâng. And how many people like both paper and electronic? Uh-huh, you see? So again, you make that decision, you make that choice, because you know that if you do it the way you like it, it will work for you. Okay, so please have a look. And again, maybe you can use your phones. Over here, please take your phones if you have the internet. You can actually see over here, I've given you the links to the six best online dictionaries. Các bạn có thể thấy là trên màn hình đang là 6 cái link của 6 cuốn từ điển tốt nhất. Mình công nhận cái này luôn. Từ Collins, Cambridge, Oxford, Macmillan, Merriam-Webster. Yes. Bản thân mình là dùng cái quyển Longman là cái quyển thứ hai ở dưới lên á, dùng thường xuyên luôn. Và từ Cambridge, từ điển Cambridge, cái bây giờ các bạn chỉ cần lên ấn cái link này và nó sẽ ra rất nhiều. Yes, and maybe as an experiment, try to put that word which I gave you, C-L-E-R-K, put it into your, use any of these and see what it gives you. 1 minute, please try to experiment with your neighbor. Bây giờ các bạn có mạng không ạ? Có điện thoại không ạ? Các bạn có thể vào bất cứ một cái link trên cái từ điển này. Or alternatively, you can do it this way. Please have a look, this is so funny. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, have a look. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, and try to compare the definitions in different dictionaries. Bác vừa xếp thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngoài cùng là 1, di chuyển dần dần tới 6. Và bên này cũng như thế. Các
các bạn thử lên mạng và search cái từ điển, cái link từ điển theo đúng cái vị trí thứ tự của bạn. Từ điển thứ nhất, thứ hai, hoặc thứ ba, thứ tư, hoặc thứ năm, thứ sáu. Và tra cái từ clerk là cái từ mà bác vừa cho lúc nãy á. Chúng ta hãy làm một cuộc khảo sát. Clerk. Ready, steady, go. Compare how it looks in different dictionaries. Yeah. Clerk. C-L-E-R-K. Ready, steady, go. Đó. Và bạn hãy cho bọn mình biết là cái nghĩa và cái từ điển đấy nó như thế nào để chúng ta sẽ có một cái phép so sánh nho nhỏ. And when you found it, please show it to your neighbors. When you found it, please show it to your neighbors. Clerk. It should be clerk British English and clerk American English. Is it working? Yes? Yeah, shall we ask one person for a dictionary? Yes, please. Đây đi. Người đấy tiếp, người đấy mà có không? Chưa lát nào. Which các bạn nào xong rồi thì có thể Any volunteer? Đâu, mời anh ạ. Any volunteer? Which dictionary did you use? Em dùng cái Colin thì là đây thôi. Dịch là có bốn nghĩa. Đầu tiên là một danh từ, nó dịch là một người làm việc trong văn phòng, ngân hàng, học luật sư, làm việc để kiểm soát, chăm sóc. Em sẽ ghi nhận là cái nghĩa đầu tiên. Just check the first definition. Colleagues này anh vừa giải thích là một người làm ở trong office hoặc ngân hàng đúng không? A clerk is a person who works in an office, bank, or law court, and whose job is to look after the records and accounts. And which pronunciation does it give? Clerk or clerk? There are two. Two. Yeah. Okay, so one is British and one is American. Yeah. We will check one more dictionary. Okay. Bạn nào tra được điển Cambridge không ạ? Yes, please. Okay, we've got the Cambridge one. Okay. Yeah. Please come here. Yeah. So you use Cambridge, yeah? Yeah. And we have a two ways to sound. Francis, that is a clock. UK and clock in US. US, yes. And have it one means. How many meanings? Honestly, I have one meaning person who work in office. Yeah, just. And do you like the way they do it? Yeah. Cambridge is my favorite dictionary. I often search. Excellent. Thank you so much. Thank you. So you can see, this is actually how you can help yourself using six dictionaries. You choose the one you like best. Of course, I like Collins. You like Collins? I like Collins. I rarely use Collins. You prefer English? No. Đó thì với rất nhiều cuốn từ điển thì nó sẽ có các cách dịch khác nhau, nhưng nhìn chung thì nó đều bao gồm đầy đủ ý nghĩa. Các bạn cứ chọn cuốn nào các bạn thích nhất và các bạn dùng. But you make the decision, or you may like all of them, because if you check your vocabulary in all of them, you may learn that vocabulary better. Yes? It's logical. The more, the better. Okay, now, please remember that there are also lots of very useful books which will help you with vocabulary. So you can have general vocabulary books at a low level, like the first book. If your level of English is actually higher, like pre-intermediate or intermediate, you can actually go for a book like this. Or if you're interested in business English, for example, you can choose a book like this.
all of them can be very useful for self-study, and they all have a key at the end with answers. So you can always do it on your own. Đây là những cuốn sách để học từ vựng mà các bạn hoàn toàn có thể tìm mua ở nhà sách. Các nhà sách và bán sách ngoại ngữ đều có cuốn này, các bạn có thể chụp ảnh màn hình lại. Và ở mỗi cuốn sách này thì ở phần cuối luôn luôn là có phần đáp án, cho nên chúng ta vẫn tự học được. Mình cũng công nhận điều này, mình chỉ thích sách nào có đáp án thôi. Nếu không mà làm sao mình rất là bối rối. Nhưng mà sách này thì hoàn toàn các bạn có thể tin tưởng là nó sẽ có đáp án để kiểm tra lại. Thank you. Okay, sorry. Okay, and you have a typical page from a dictionary. Maybe it's not very clear here, but when you use a physical one or an electronic one, the picture will be much, much clearer. And I have tried to cover many aspects of learning vocabulary. And now a very important part of our session is actually questions and answers. So please use this opportunity to ask me questions. And I will try to do my best to answer these questions for you. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã vừa nghe xong cái bài thuyết trình cách nhớ và xử lý từ vựng, cách mình search các từ trong từ điển Anh Việt như thế nào và mình sử dụng những cuốn từ điển như thế nào, mua ở đâu. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta trực tiếp hỏi câu hỏi cho vị diễn giả. Bất kể những thắc mắc nào của các bạn muốn hỏi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt tùy các bạn. Nhưng mà đây là một trong những cơ hội rất là hiếm có vì Bob Mark là một chuyên gia hàng đầu và đã bay một lặn lội một con đường rất xa để đến Hà Nội. Thì chúng ta hãy tận dụng cơ hội này để hỏi ạ. Các bạn có những câu hỏi nào không ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Okay, so come on then, please. Okay, so I just want to say my way to to certain meaning of a word, like in usual old dictionary, but I just you directly the Google, you see you can own finding the final meaning of the word by just a command when you searching in the Google, like you put the define and then yeah column and then the word. So it's been automatically so on, yeah, and on the aspect of the word, and maybe the popularity of the word over the years. Yes. So that's a very useful tip in Google. So you can put even the word in Google. Put define and colon, put the word in, and Google will pull out for you many different definitions. And could you say it also in Vietnamese? Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang phát ra những tờ giấy khảo sát cho mọi người giúp mình làm nhé. Có thể vừa đặt câu hỏi vừa làm. And also we have a concept of peer learning. Learning from a friend. So try to use peer learning, peer support when you learn vocabulary. Bạn vừa rồi thì có hỏi là bạn ý học qua Google Translate. Thực ra là mình thấy cái Google Translate này cũng hay, nhưng mà nó sẽ không thể cung cấp đầy đủ cái ngữ cảnh của chúng ta được. Tuy nhiên là chúng ta chắc chắn sẽ hiểu từ và các cấu trúc từ. Và có một cách khác để học từ, đó là peer learning English, đó là học từ qua một người bạn của mình. So we could ask another question. Another question, precisely. Yes, okay. Please come over.
Mình không khá lắm, nhưng hỏi tiếng Việt. Thực tế người học ở Việt Nam tiếng Anh thì nó có một cái rào cản, đó là cái việc mà phát âm là nó không chuẩn. Nên nhiều khi là có những kiểu cách học từ trước giờ là mình phát âm một cái từ nó sai rồi ra, nhiều khi gặp một cái từ mới rất là hoang mang, mình không biết là phát âm thế đã chuẩn chưa. Thì mỗi một từ này phải tra từ điển cho mình biết rõ là cách phát âm, và dù mình biết được cái một cách tương đối chưa một cách chuẩn xác ý được mà phát âm của bốn âm trong tiếng Anh, nhưng mà nhiều cái từ là do thói quen nên là thực ra mình phát âm sai. Đấy là một trong những rào cản mà mình rất là ngại giao tiếp bằng tiếng Anh. Chính vì thế tôi hỏi cho biết là có một cách thức hay là một cách nào để có thể có học phát âm một cách tiếng Anh một cách chuẩn xác hơn. Xin cảm ơn. Em cảm ơn anh. Em thấy đây là một vấn đề rất hay, em cũng muốn hỏi. Bởi vì có rất nhiều từ đấy phát âm không ra nổi luôn. Em cũng hỏi luôn. So his question is, the obstacle of Vietnamese students learning English is pronunciation. Even though they do aware that there are 44 sounds, they can pronounce that sound. But when it comes to a word, it just couldn't make it better, make it right. So what is the solution to the pronunciation of Vietnamese students? Well, if you look at the e-life book, you can see, or e-life courses, you can see that each important word contains the phonemic script, the phonetic transcription. So if you study the book and you learn vocabulary, and the teacher teaches you the phonetic symbols, you can actually work out the pronunciation of the word from the brackets after the word in a dictionary. Do you mean the sound? Yes. So, for example, if you... Is the internet working? Okay, please have a look. This is how we do it. You put Google, and please put maybe... Cambridge Online Dictionary. Cambridge Online Dictionary. Yes, please. And please put here the word civilization. Civilization. Please click on it. And now, please have a look. In brackets, you have the phonetic symbols teaching you how to pronounce that word, even if you don't have a teacher. And civilization. Yes, precisely. And with my students, when I teach them very long words, I do it in this way. And now please make sure that they follow my instructions. Okay, listen. A test. All of you. Close your eyes. All of you. Close your eyes. Close your eyes, all of you. Please repeat after me. Please repeat after me. Shin. Asian. Zation. 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 Villization. Civilization. 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 This technique is called back chain drilling. Back chain drilling. Which means with long words, we teach students to repeat, because the human brain, when it comes to vocabulary, remembers from the back. Yeah,
Yeah, các bạn vừa thấy đó, các bạn nhắm mắt và các bạn phát âm cái từ đấy từ dưới lên. Civilization bắt đầu Ancient, Asianization, Lization, Villization, Civilization. Đấy là cách phát âm từ dưới lên. Và nó sẽ rất hiệu quả khi mà chúng ta học từng đoạn một như thế. You do it in English for long words or even longer sentences. For example, where have you been? Where have you been? Where have you been? Where have you been? And we practice it in a bin. You've been, have you been, where have you been? This is the way to learn. Đó, vậy là chúng ta đã vừa học một cách phát âm, học từ mới. Đó là với một từ, các bạn cứ phát âm từ dưới lên, các bạn tách cái từ đấy có bao nhiêu âm. Ví dụ civilization là có 5 âm, 5 syllables, right? 5 âm, chúng ta phát âm từ dưới lên, bắt đầu từ âm N, Shin, J, từ đến Li, đến V, đến C, và cứ lặp đi lặp lại, và sau đấy nối các âm đấy dần dần với nhau. Và đấy là cách chúng ta sẽ không bao giờ phát âm sai được. And you can learn this by studying the phonemic script. So if you put into Google, please, we go back to Google. And please put phonemic script. Sorry. Phonemic. Phonemic chart is okay. Wow. Okay, maybe this one, please. You see? So, or maybe full color. Maybe this one, please. So remember, in the English language, 26 letters, but 44 sounds. Twelve vowel sounds. Eight double vowels or diphthongs. And 24 consonant sounds. Các bạn thấy đấy, có 26 chữ cái trong một bảng alphabet tiếng Anh thôi, nhưng có tận 44 âm. Nguyên âm, phụ âm, rất là nhiều âm. But I found it really hard to look at it and to make it into my brain. It doesn't work with me. How could we solve? Maybe the reason is that Vietnamese, well, I think it's still easy for Vietnamese students because your alphabet is still quite similar to the Roman alphabet. But for Chinese students, for Arabic students, it's very difficult because they still have to learn another alphabet. Well, but if you're a visual person, it works for that visual person. But if you're an auditory learner, you need to hear it. Nhưng mà thực ra thì mình vừa chia sẻ với bác là bác ơi, con thấy cái này rất khó. Nhìn nó rất là, các bạn thấy khó nhỉ? Các bạn thấy khó. Mình thấy nó rất là dối. Chắc là bởi vì mình chưa visual learner. Mình không phải là một người học qua mắt được như thế này. Thì bác bảo, nhưng mà thực ra với cái ngoại ngữ của tiếng Việt mình ấy, nó còn dễ học bởi vì các bạn alphabet ABC của chúng ta là giống tiếng Anh. Còn với những các bạn người Trung Quốc, các bạn dùng chữ tượng hình thì học tiếng Anh vô cùng khó luôn. Cho nên coi như đấy cũng là một điều may mắn của chúng ta rồi. Nhưng mà thực sự khi nhìn lại cái bảng này thì các bạn có thể thấy là đấy là cái cách viết ra cái âm thôi, nhưng mà những cái này thì xuất hiện trong rất nhiều từ mình đã học. Could you give us one example of one vowel sound or... Okay. Yeah. Water. 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 O. 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 Water. 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 Air. Air.
My hair is fair. My hair is fair. Church. Church. Jew. Jew. George. And maybe a hand. Tea. And Yeah, that's right. Food. So, wow. That the knowledge of this helps you a lot. Amazing. And if you're a vision person, this one works for you. But if you're an acoustic person, you need to hear it. Ah, that will be. Yes, I can understand it clearly now. Thực ra là bây giờ khi chúng ta thấy thì nếu mà với những các nguyên âm này, các phụ âm này mà có ví dụ thì cảm thấy rất là dễ học đúng không ạ? Nhưng mà như Khánh Vy không phải là một người học có thể qua hình ảnh được, cho nên khi mình nhìn vào cái này mình cảm thấy rất là rối, mình không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà với bạn nào mà thích học hình ảnh thì đây sẽ là một cách rất hay để các bạn học. Cái thứ hai là nếu bạn nào mà hay học bằng âm thanh á, thì các bạn có thể nghe trực tiếp trên từ điển hoặc trên YouTube. Mình xin chia sẻ một cái bí kíp là với bạn nào mà muốn học cách phát âm từ mà thấy cái từ trong cái từ điển đấy phát âm quá nhanh, thì các bạn có thể lên YouTube và các bạn search cái từ đấy, ví dụ như là từ education chẳng hạn, giáo dục. Các bạn lên YouTube, các bạn search là education, pronunciation, phát âm của từ education, thì có rất nhiều clip mà nó chỉ các bạn cách phát âm từng âm một luôn, và chúng ta sẽ làm rất chậm rãi. Đấy là một bí kíp dành cho các bạn. And Mark, unfortunately, that is the last question. We want to have more, but yes, I mean, time constrained. What do you say? Funny how time flies. How time flies. Thời gian trôi nhanh. Thời gian trôi rất nhanh rồi, và 2 tiếng rưỡi thì đã trôi qua. Vậy là chúng ta đã có buổi giao lưu với những diễn giả là bác Mark, chị Hà Vân. So, it's been a pleasure to see you here today. We need to finish now, but if you have any other questions related to the English language, you can always ask Elight. They can always get in touch with me. I can reply to you. And hopefully I will see you in the future again, maybe in 2019, and we will handle another session on a different topic. Thank you very much.